Xin chào các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết của từng con giáp trong tháng 3 năm 2021. Với những thông tin hữu ích, mong rằng sẽ giúp cho các bạn cải biến được vận trình của mình tốt hơn, mời các bạn cùng theo dõi. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tý. Tử vi tuổi Bính Tý, Mạng Thủy, 26 nam thái ấm nữ thái bạch, tháng này còn khắc kỵ, sẽ có biến động về tài lộc hay mưu sự trong chiều hướng còn gặp bế tắc hay trắc trở. Tránh chuyện tình cảm kẻo lụy phiền. Nữ mạng hãy cẩn thận với vận hạn, tránh đầu tư, chớ tin người và đề phòng di chuyển, dự báo có tật bệnh về xương cốt hay máu huyết. Nam mạng tuy không như ý về công việc nhưng tiền bạc không gặp ưu phiền, cẩn thận từ người xung quanh, chớ tin người thái quá. Tử vi tuổi Giáp Tý, Mạng Kim, 38 nam thổ tú nữ vân hớn, tháng tốt nên dù có biến động trong mưu sự nhưng cuộc sống không nổi nhiều sóng gió, tháng này cẩn thận trong giao dịch, đề phòng các giấy tờ và đồ vật có giá trị, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Tiền bạc đến tay như ý, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng các mưu sự sẽ gặt hái kết quả trong tương lai, đề phòng miệng tiếng và cẩn thận trong tình cảm nam nữ, tài lộc có của hoạnh tài. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mạng Mộc, 50 nam thái dương nữ thổ tú, tháng này trong mưu sự có biến động về kết hung nhưng trong chiều hướng hạnh thông may mắn, nam mạng có thể thực hiện việc mới, tài lộc vui vẻ, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ. Nữ mạng tháng tốt nhưng tuy được như ý trong chiều hướng tốt nhưng chớ vọng động về tiền bạc, vì có tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản. Gia đạo an vui. Tử vi tuổi Canh Tý, Mạng Thổ, 62 nam thái âm nữ thái bạch, tháng có biến động trong mưu sự, nên cẩn thận chớ vọng động và giữ gìn tài sản có giá trị, không nên đầu tư việc mới, cũng không quá tin người xung quanh hay dưới quyền, tiền bạc không như ý, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng mọi sự không như ý, công việc trắc trở tiền bạc bế tắc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Tử vi tuổi Mậu Tý, Mạng Hỏa, 74 nam thổ tú nữ vân hớn, tháng này mọi sự sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp do đã có chuyển biến trong chiều hướng kiết tường may mắn, tuy vậy về công việc nên cẩn thận trong giao tiếp và các giấy tờ có giá. Nữ mạng về tiền bạc đã suôn sẻ, do vận xấu dự báo có tiểu nhân dòm ngó nhưng tránh tranh chấp tranh cãi, chớ tin người và giữ gìn lời tiếng với mọi người, đề phòng tật bệnh về xương cốt. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Mạng Thủy, 25 nam kế đô nữ thái dương, nam mạng gặp tháng xấu, tháng này tuy không có chuyển biến nhưng có âm phù dương trợ, tuy không gặp nhiều may mắn nhưng cuộc sống tạm ổn, tiền bạc không gặp bế tắc, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng hãy còn bế tắc trong mưu sự hay tiền bạc, mọi sự đều không đạt kết quả như ý. Cẩn thận tật bệnh, làm tổn hao tiền bạc, tránh đi xa. Tránh tin người đồng giới tính. Tử vi tuổi Ất Sửu, Mạng Kim, 37 nam La Hầu nữ kế đô, nam mạng tháng này tuy không khắc kỵ nhưng mọi công việc chỉ diễn tiến bình thường, mong mà không đến, muốn mà không được, trong mưu sự chưa như ý công việc đôi lúc trắc trở nhưng sẽ giải tỏa nhanh chóng, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng này thực hiện các dự định sẽ thu hái nhiều thành quả như ý, có thể thay đổi công việc, tình cảm vui vẻ, tài lộc đến. Đi xa tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mạng Mộc, 49 nam thái bạch nữ thái âm, tháng này tuy không có biến chuyển về mưu sự nhưng mọi công việc vẫn như ý do có quý nhân phù trợ, tiền bạc đến tay, tình cảm gia đạo an khang, có tin vui. Nữ mạng nên thực hiện các mưu sự như dự tính sẽ thành công như mong đợi nhưng chớ manh động vượt quá tầm kiểm soát, tiền bạc không còn bế tắc, tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Tử vi tuổi Tân Sửu, Mạng Thổ, 61 nam kế đô nữ thái dương, tháng này tuy không tốt đẹp nhưng mưu sự thực hiện sẽ gặt hái trong tương lai vì có âm phù dương trợ, lưu ý trong giao tiếp chớ manh động và đầu tư lớn, có tiểu nhân còn dòm ngó tranh phản, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng gặp tháng xấu, nên đề phòng về tiền bạc và những vật có giá trị cùng tận bệnh kéo đến. Không nên đi xa, cẩn thận khi di chuyển. Dự báo tháng gặp tổn tài. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Mạng Hỏa, 73 nam La Hầu nữ kế đô, tháng tốt đẹp trong mưu sự thực hiện sẽ có kết quả, dù không có biến động nhưng về tài lộc đang trong chiều hướng may mắn và hoành tài, tâm tư vui vẻ như ý, gia đạo an vui. Nữ mạng trong giao dịch dự báo có tiểu nhân nhưng có quý nhân phù trợ đổi hung thành kiết. Tiền bạc và tình cảm như ý vui vẻ. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Dần.
Tử vi tuổi Mậu Dần, mạng thổ, 24 nam vân hớn nữ la hầu, nam mạng tuổi lớn nhỏ mọi mưu sự chưa có chiều hướng tốt đẹp, tháng này có biến chuyển về kết hung trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, chớ manh động thực hiện việc mới vì vận hội tốt chưa có tiền bạc không như ý. Nam mạng cẩn thận về máu huyết còn nữ mạng mọi sự sẽ được toại nguyện vào cuối tháng do có âm phù dương trợ tiền bạc đến, tình cảm có tin xa. Cẩn thận khi di chuyển. Tử vi tuổi Bính Dần, mạng hỏa, 36 nam mộc đức nữ thủy diệu, tháng này với tuổi Bính Dần chỉ bình thường dù mạng hỏa gặp tháng mộc là tốt đẹp, nam mạng tuy mọi sự được hạnh thông về tài lộc, nhưng về tình cảm gặp ưu phiền, chớ quá tin người và tránh tự mãn. Lưu ý nữ mạng trong giao dịch có quý nhân phù trợ, nhưng có tiểu nhân nên cẩn thận người xung quanh, đề phòng bị lợi dụng, riêng tiền bạc hạnh thông, tình cảm an vui. Tử vi tuổi Giáp Dần, mạng thủy, 48 nam thủy diệu nữ mộc đức, tháng này tuy có chuyển biến trong mưu sự nhưng trong chiều hướng không tốt đẹp, công việc và tiền bạc còn trắc trở và bế tắc, tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Nữ mạng tuy chưa có vận hội tốt, nhưng thực hiện các mưu sự mới sẽ có quý nhân trợ giúp tương lai tốt đẹp, còn tiền bạc đến không như ý, tình cảm có tin xa. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mạng kim, 60 nam vân hớn nữ la hầu tuy vận xấu nhưng tháng này tốt đẹp về mưu sự, công việc được hạnh thông, nam mạng về tiền bạc được như ý, và có của hoành tài bất ngờ, nhưng tránh tranh cãi tự nãm mà có ưu phiền, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự không còn bế tắc có biến chuyển tốt có quý nhân giúp đỡ tiền bạc đã đến như ý, gia đạo an vui. Đi xa tốt. Tử vi tuổi Canh Dần, mạng mộc 72 nam mộc đức nữ thủy diệu tháng này có biến chuyển trong mưu sự nhưng chưa có vận hội tốt để thực hiện, nam mạng mọi việc chỉ diễn tiến bình thường từ công việc đến tiền bạc, tâm trạng ưu phiền vì có tiểu nhân ném đá giấu tay. Nữ mạng tiền bạc tuy hết bế tắc nhưng cần cẩn thận về giấy tờ hay vật có giá trị kẻo phải ân hận, dự báo có kẻ tranh phản và gặp phải tai tiếng, tình cảm gia đạo an khang. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mão. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mạng thổ, 23 nam thái dương nữ thổ tú, vận xấu tháng này không nên mưu sự việc mới, nên theo việc cũ và nên đề phòng tiểu nhân lợi dụng mà sinh ưu phiền sinh tật bệnh. Nữ mạng tiền bạc còn bế tắc chớ vọng động, chớ đầu tư mới sẽ không gặp may mắn. Đề phòng đồ vật có giá trị, dự báo gặp tật bệnh hoặc tàn tài. Không nên đi xa và trong di chuyển. Tử vi tuổi Đinh Mão, mạng hỏa, 35 nam thái âm nữ thái bạch tháng này không có chuyển biến trong mưu sự, tuy nhiên công việc gặt hái kết quả may mắn tốt đẹp, nam mạng cẩn thận mang tiếng thị phi, trong giao tế chớ khoa trương tự mãn, về tiền bạc như ý, đề phòng tiểu nhân tranh phản, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nên mưu sự hành thông tuy vậy không như ý, tiền bạc có của hoành tài đưa đến, tình cảm an vui. Tử vi tuổi Ất Mão, mạng thủy, 47 nam thổ tú nữ vân hớn, tháng này còn gặp bế tắc tuy không có biến chuyển về công việc nhưng nên đề phòng đối tác hoặc đối thủ trên thương trường, chớ vọng động vì vận may chưa đến, cũng chớ quá tin người, tài lộc và tình cảm không như ý. Nữ mạng về công việc chưa nên thay đổi nên theo việc cũ hoặc làm việc nhỏ sẽ gặt hái kết quả ngay. Đề phòng gặp tai tiếng, tình cảm ưu phiền, tránh đi xa gặp tàn tài. Tử vi tuổi Quý Mão, mạng kim, 59 nam thái dương nữ thổ tú, tháng này tuy không có chuyển biến trong mưu sự nhưng có chiều hướng tốt đẹp may mắn, nam mạng có sao hạn khắc kỵ không nên manh động đầu tư chỉ nên làm việc cũ sẽ gặt hái kết quả. Tháng này hết bế tắc về tiền bạc, nữ mạng về công việc và tiền bạc có âm phù dương trợ sẽ gặp nhiều thuận lợi, nhưng tránh giao tiếp và chớ khoe khoang tự mãn, gia đạo an khang. Tử vi tuổi Tân Mão, mạng mộc 71 nam thái âm nữ thái bạch tháng tốt nên đang trong chiều hướng tốt đẹp dần lên, mọi công việc đã có đạt kết quả như ý, nam mạng đề phòng gặp tai tiếng tránh tranh cãi kiện thưa, nên cẩn thận trong giao dịch. Nữ mạng có tiểu nhân dòm ngó đề phòng người xung quanh tháng có vận hội tốt, nên thực hiện mưu sự mới nếu có, về tiền bạc, tình cảm đã hết lo lắng ưu phiền. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thìn. Tử vi tuổi Canh Thìn, mạng kim, 22 nam thái bạch nữ thái âm 82 nam la hầu nữ kế đô tháng tốt đẹp với nam mạng có chuyển biến nên có thể thực hiện mọi mưu sự vì có vận hội tốt tiền bạc được như ý, gia đạo an vui, có tin về tài lộc. Nữ mạng tuy vận xấu nhưng tháng tốt nên tài lộc đến vui vẻ phấn chấn, muốn mưu cầu việc gì có quý nhân trợ giúp nên không phải lo lắng ưu phiền. Nữ lớn nhỏ tránh di chuyển, dự báo có tật bệnh về xương cốt.
Tử vi tuổi Mậu Thìn, mạng mộc 34 nam kế đô nữ Thái Dương, tháng tốt cho nam mạng trong công việc đã hạnh thông, tiền bạc may mắn có âm phù dương trợ nên có của hoành tài, nhưng mưu sự chớ nên manh động, cứ theo việc cũ làm sẽ gặp may mắn, về tình cảm có gặp gỡ vui vẻ. Nữ mạng nên tránh chỗ đông người, tránh nơi có màu trắng mà tàn tài hại cuộc, cẩn thận trong đầu tư, tránh tranh cãi đề phòng mang tai tiếng. Tài lộc đến, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Thìn, mạng thổ, 46 nam La Hầu nữ kế đô tháng xấu và có biến động trong chiều hướng lành ít rủi nhiều, chưa nên thực hiện mưu sự mới mà cần nhẫn nhịn chờ đợi, tiền bạc còn gặp lo lắng, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng mọi sự đang gặp bế tắc nhất là công việc và tài lộc, không nên thay đổi công việc dù thấy có nhiều lợi lộc vì đó chỉ là hư ảo, tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mạng hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, tháng này tốt với mạng hỏa nên trong mọi sinh hoạt mưu sự có kết quả như mong muốn, về tài lộc, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng vận xấu, nên chưa có cơ hội thực hiện mưu sự trong tháng dù đang có chuyển biến tốt, tuy nhiên không nên đầu tư việc quá tầm tay, đề phòng tận bệnh về máu huyết. Tiền bạc đến tay, gia đạo có tin. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mạng thủy, 70 nam kế đô nữ Thái Dương, tháng có biến động về mưu sự nhưng trong chiều hướng gặp bế tắc nhất là về tiền bạc, còn mưu sự nhiều trắc trở, vì chưa qua tháng xấu chớ đầu tư lớn mà tàn tài, tiền bạc tình cảm đang gặp ưu phiền. Nữ mạng tháng này cũng không gặp may, nên về công việc và tiền bạc cần thận trọng trong giao dịch chớ quá tin người. Tình cảm gia đạo có lo lắng ưu phiền. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tỵ, cuối tam tai. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mạng kim, 21 nam thủy diệu nữ mộc đức, 81 nam mộc đức nữ thủy diệu, tháng này mọi mưu sự tuy có chuyển biến tốt đẹp, không còn bế tắc đang hành thông, về tiền bạc sẽ được như ý, nhưng nam mạng lớn nhỏ đang trong vận xấu nên cẩn thận trong công việc chớ tranh cãi, nên giữ gìn giấy tờ và vật có giá trị, chớ tin người, đề phòng bị lợi dụng kẽo tán tài đâm ân hận. Riêng nữ mạng 2 tuổi đều trong vận tốt có âm phù dương trợ nên mọi sự may mắn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mạng mộc 33 nam Vân Hớ nữ La Hầu, trong mưu sự tuy không có biến động nhưng đang trong chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên nam mạng vận hạn khắc kỵ nên công việc và tiền bạc chỉ trong chiều hướng bình thường, tình cảm có gặp gỡ bất ngờ. Nữ mạng tháng này đã có vận hội tốt có quý nhân phù trợ có thể thực hiện việc mới, tình cảm đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng, hoặc tật bệnh về máu huyết cần chữa trị sớm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mạng thổ, 45 nam mộc đức nữ thủy diệu, ngọc cầm đoán rằng tháng này không mấy tốt đẹp về công việc và tiền bạc, tuy tháng không có biến động về kết hung nhưng không gặp nhiều may mắn, năm xấu không nên thực hiện dự tính nếu có. Nữ mạng tháng nay vận xấu cẩn thận đề phòng về tiền bạc, hay giấy tờ đồ vật có giá trị, dự báo gặp tàn tài hao của, về công việc tài lộc đang gặp nhiều lo lắng. Tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mạng hỏa, 57 nam thủy diệu nữ mộc đức tháng tốt nhưng chưa có cơ hội để thực hiện mưu sự, cần cẩn thận trong tiền bạc, cứ theo việc cũ sẽ có may mắn thành công, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi mưu sự đã hành thông không còn bế tắc tuy có âm phù dương trợ nhưng cũng chớ manh động đầu tư việc mới, tình cảm gia đạo an vui. Sẽ gặp quý nhân may mắn trong công việc. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mạng thủy, 69 nam Vân Hớ nữ La Hầu tuy tháng không có biến động nhưng mọi sinh hoạt về công việc, tiền bạc và gia đạo vẫn còn trong chiều hướng gặp trắc trở bế tắc, chớ nên manh động, hãy nhẫn nhịn chờ vận hội mới. Chưa gặp thuận lợi trong mưu sự. Nữ mạng tháng này cũng chưa thể thực hiện thay đổi công việc dù có quý nhân trợ giúp tiền và có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tình cảm gia đạo an vui. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mạng mộc 20 nam thổ tú nữ Vân Hớn 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, đang có thuận lợi trong các mưu cầu về công việc và tiền bạc, không còn trắc trở bế tắc, trong tình cảm gia đạo đôi lúc gặp ưu phiền, tránh tranh cãi gặp bất lợi. Nữ mạng có quý nhân phù trợ nên thuận lợi trong mọi mưu sự về công việc và tiền bạc, đề phòng tận bệnh không nên đi xa, gia đạo vui vẻ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mạng thổ, 32 nam Thái Dương nữ thổ tú, hãy cẩn thận trong tháng này có biến động về cát hung trong chiều hướng không nhiều tốt đẹp, nam mạng gặp trắc trở trong mưu sự bế tắc trong tiền bạc, tránh vọng động đầu tư việc mới, còn gặp tiểu nhân dòm ngó tranh phản làm tổn hao tài lộc. Nữ mạng mọi việc không thuận lợi, về mưu sự cũng trắc trở bế tắc có tiểu nhân gieo miệng tiếng tránh tranh chấp. Trong tình cảm tuy sẽ có gặp gỡ vui vẻ nhưng chớ tin người.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mạng hỏa, 44 nam thái âm nữ thái bạch, tháng này có biến chuyển tốt, nên về công việc và tiền bạc đều được như ý vui vẻ, nam mạng chỉ nên thực hiện việc nhỏ, trong giao tế cẩn thận với giấy tờ và vật có giá trị. Nữ mạng mọi mưu sự đều thuận lợi gặt hái kết quả tốt đẹp như mong muốn, về tiền bạc và tình cảm đều vui vẻ có hoành tài. Đi xa tốt nhưng tránh đi miền sông nước. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mạng thủy, 56 nam thổ tú nữ vân hớn, tháng này có biến động nhưng không tốt với mạng thủy, trong mưu sự chớ vọng động và kết quả không như mong đợi. Do tháng gặp khắc kỵ, mọi manh động sẽ đưa đến tai họa, tài lộc đang bế tắc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng nên theo đuổi việc cũ, không nên thực hiện công việc mới, đề phòng trong di chuyển và đi xa. Tiền bạc đang lo lắng, tình cảm gia đạo ưu phiền. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mạng kim, 68 nam thái dương nữ thổ tú, nam mạng tháng tốt vận tốt nên làm việc mới sẽ có thành quả tốt đẹp, cẩn thận giấy tờ hay vật có giá trị kẻo phải ân hận. Tiền bạc đến tay, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng về tiền bạc đã hành thông, về mưu sự cẩn thận có tiểu nhân tranh phản hoặc gieo tai tiếng. Đã có cơ hội thực hiện việc mới. Tình cảm gia đạo an vui. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mùi. Tử vi tuổi Quý Mùi, mạng mộc 19 nam La Hầu nữ kế đô 79 nam kế đô nữ Thái Dương, mọi sự đang có chuyển biến trong chiều hướng hành thông như ý, có âm phù dương trợ nên về mưu sự tiền bạc gặp nhiều may mắn, tình cảm gia đạo có tin vui. Nữ mạng tháng khắc kỵ cần đề phòng trong công việc và tiền bạc, lời ăn tiếng nói, cẩn thận khi di chuyển dự báo gặp tật bệnh về xương cốt, hay rối tiền đình nên chữa trị kịp thời để lâu sẽ hao tổn nhiều. Tử vi tuổi Tân Mùi, mạng thổ, 31 nam thái bạch nữ thái âm, tháng này tuy không có biến chuyển nhưng vận xấu sẽ gặp bế tắc về công việc và tiền bạc, nam mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng trong tình cảm tuy có gặp gỡ nhưng đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng tiền bạc không như ý. Nữ mạng mọi sự đang gặp bế tắc, chưa nên thay đổi công việc vì vận hội tốt chưa có tiền bạc, tình cảm có lo lắng ưu phiền. Cẩn thận trong di chuyển. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mạng hỏa, 43 nam kế đô nữ Thái Dương, tháng không có chuyển biến về mưu sự nhưng trong chiều hướng tốt đẹp, không còn bế tắc về tiền bạc, nên thực hiện các dự tính sẽ như mong muốn. Tình cảm có gặp gỡ vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt nhưng không nên đầu tư việc mới, tiền bạc như ý, cần đề phòng các giấy tờ có giá trị, có tiểu nhân đang dòm ngó tranh phản gây tai tiếng, tình cảm vui vẻ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mạng thủy, 55 nam La Hầu nữ kế đô, tháng tuy không có biến chuyển trong mưu sự nhưng vẫn không thuận lợi về công việc hay tiền bạc như mong đợi, chưa có cơ hội để đầu tư việc mới dù có quý nhân ra mặt trợ giúp nhưng vọng động sẽ không gặt hái thành quả tốt. Nữ mạng chưa có biến chuyển về mưu sự, công việc chớ nên thay đổi cứ việc cũ làm sẽ thuận lợi về tiền bạc. Tình cảm gia đạo an vui. Tử vi tuổi Ất Mùi, mạng kim, 67 nam thái bạch nữ thái âm, tháng tốt nếu có mưu sự mới nên thực hiện sẽ thành công như mong đợi. Nam mạng công việc và tiền bạc đến may mắn và vui vẻ do có quý nhân phù trợ cẩn thận khi di chuyển. Nữ mạng về tài lộc đang có chiều hướng tốt đẹp, công việc hành thông không còn lo lắng ưu phiền, tình cảm có tin vui hay có tin hoạnh tài. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mạng kim, 30 nam thủy diệu nữ mộc đức, tháng này có biến chuyển trong mưu sự cho tuổi kim này sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và tiền bạc, nhưng chưa thể thực hiện các dự tính mới vì vận hạn năm nay xấu. Nữ mạng mọi mưu sự đều được như ý, nên đầu tư việc mới sẽ gặp thành công do có quý nhân giúp đỡ, nhưng chớ tin người, đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hoặc tiền. Tử vi tuổi Canh Thân, mạng mộc 42 nam vân hớn nữ La Hầu, đang trong chiều hướng gặp trắc trở trong mưu sự, nam mạng mọi sự không được hành thông, vì còn trong hạn xấu, nên tránh đầu tư việc mới cứ việc cũ làm sẽ có kết quả, không nên tranh chấp mà ân hận. Nữ mạng thuận lợi trong mọi mưu sự, có thể thay đổi công việc tiền bạc thuận lợi, đề phòng tật bệnh về máu huyết tình cảm tài lộc an vui. Tử vi tuổi Mậu Thân, mạng thổ, 54 nam mộc đức nữ thủy diệu, ngọc cầm xem thấy tháng này có biến động về cát hung, nam mạng trong mưu sự mọi việc không thuận lợi, chớ vọng động đầu tư sẽ phải ân hận. Tiền bạc và tình cảm nhiều lo lắng, ưu phiền. Nữ mạng càng cẩn thận về tiền bạc dù đang bế tắc nhưng vẫn có tiểu nhân dòm ngó lợi dụng, sẽ làm tàn tài, nên cẩn thận các giấy tờ đồ vật có giá, dự báo gặp mất mát, tình cảm và tiền bạc đều không vui.
Tử vi tuổi Bính Thân, mạng hỏa, 66 nam thủy diệu nữ mộc đức, tháng này đang trong chiều hướng hành thông may mắn về tài lộc, nhưng lầm mạng ưu ý còn vận xấu chớ vọng động sẽ dễ dẫn đến thất bại, cứ theo việc cũ làm sẽ gặt hái kết quả như ý. Tình cảm gia đạo an khang. Nữ mạng công việc và tiền bạc như mong đợi, tháng này có cơ hội tốt nên thực hiện dự tính hay thay đổi công việc để phòng tật bệnh về tay chân. Tử vi tuổi Giáp Thân, mạng thủy, 78 nam vân hớ nữ la hầu, tháng khắc kỵ, mọi mưu cầu về tiền bạc chưa thành công như mong đợi, nam mạng mọi mưu sự còn gặp trắc trở chưa thể hành thông, gia đạo có tin xa. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc có quý nhân phù trợ nhưng không như ý. Còn trong vận xấu cẩn thận vật có giá trị. Cẩn thận khi di chuyển và đi xa. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Dậu, cuối tam tai. Tử vi tuổi Quý Dậu, mạng kim, 29 nam thổ tú nữ vân hớn, tháng tốt nhưng không có nhiều biến động, về tiền bạc và công việc chỉ diễn tiến trong chiều hướng bình thường và không như ý, còn tiểu nhân muốn tranh phản gây tai tiếng ưu phiền, tránh tranh cãi. Nữ mạng tháng tốt nên thực hiện công việc mới nếu có tiền bạc không còn bế tắc đã như ý, tình cảm chớ tin người, tránh đi xa về miền sông nước, cẩn thận trong di chuyển. Tử vi tuổi Tân Dậu, mạng mộc 41 nam thái dương nữ thổ tú, mọi mưu sự vẫn còn trong chiều hướng chưa được hành thông, nam mạng có dự báo về tiền bạc đến không như ý hoặc mất mát tài sản, công việc và tình cảm có nhiều lo lắng ưu phiền. Nữ mạng tình cảm tuy tốt đẹp nhưng cẩn thận với đối tượng giao tiếp, chớ tin người, có tai tiếng nhưng tránh tranh cãi, mọi mưu sự không như ý. Tiền bạc trắc trở đến không như mong muốn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mạng thổ, 53 nam thái âm nữ thái bạch, tháng này tuy không có biến chuyển về mưu sự nhưng vẫn trong chiều hướng không tốt đẹp, công việc và tiền bạc gặp bế tắc nhất là nam mạng, cẩn thận gia đạo bất hòa. Nữ mạng mọi mưu sự không nên thực hiện vì vận xấu tháng khắc kỵ sẽ không có kết quả trái lại còn làm tàn tài hao của tiền bạc và tình cảm còn lo lắng ưu phiền. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mạng hỏa, 65 nam thổ tú nữ vân hớn, tháng tốt nhưng về sinh hoạt trong mưu sự chỉ bình thường, mọi mưu sự sẽ đạt đến thành công nhưng không lớn và như ý tiền bạc có đến tay, tình cảm an vui. Nữ mạng tháng này mọi mưu sự đều hành thông tốt đẹp, nên thực hiện việc mới nếu có, cẩn thận bề tật bệnh nên sớm chữa trị. Tình cảm gia đạo an vui, tránh đi xa về miền sông nước. Tử vi tuổi Ất Dậu, mạng thủy, 77 nam thái dương nữ thổ tú tuy không có chuyển biến về công việc nhưng vẫn trong chiều hướng còn xấu, có dự tính mới chưa nên thực hiện, và chớ tin người, cẩn thận về tiền bạc kéo tàn tài. Nữ mạng tháng còn khắc kỵ nên về mưu sự và tiền bạc hãy còn bế tắc chưa thể hành thông như ý, cẩn thận với tật bệnh về tay chân nhức mỏi. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mạng hỏa, 28 nam la hầu nữ kế đô, tháng tốt nên thực hiện các mưu sự do đã có vận hội tốt, có biến chuyển trong chiều hướng gặt hái kết quả về tài lộc như ý, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng cẩn thận về vật có giá trị, chớ tin người dù là thân tín, không nên tranh cãi sẽ gặp bất lợi, còn tiểu nhân dòm ngó muốn lợi dụng tài lộc nhiều may mắn đưa đến, tình cảm vui vẻ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mạng thủy, 40 nam thái bạch nữ thái âm, tháng này chưa có cơ hội và mưu sự còn bế tắc, về tiền bạc chắc chờ còn tình cảm bình thường, dù có quý nhân trợ giúp nhưng chưa như ý. Nữ mạng mọi mưu sự về công việc và tiền bạc còn bế tắc chưa thay đổi được, cứ việc cũ làm sẽ tốt hơn, tình cảm tuy có gặp gỡ nhưng cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng tình hay tiền, gia đạo có tin. Tử vi tuổi Canh Tuất, mạng kim, 52 nam kế đô nữ thái dương, nam mạng tuy không có chuyển biến trong mưu sự nhưng có chiều hướng tốt đẹp, nếu có mưu sự mới nên thực hiện sẽ thành công trong tương lai do có âm phù dương trợ, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tháng tốt nhưng đề phòng về tiền bạc nên cẩn thận với vật có giá trị, có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tránh tranh cãi, tình cảm gia đạo an khang, có tin xa. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mạng mộc, 64 nam la hầu nữ kế đô, đã có biến chuyển trong mưu sự không còn bế tắc về tiền bạc hay công việc, nhưng tiến độ thành công không như ý, tình cảm gia đạo an vui, có tin xa. Nữ mạng tháng này có thể thay đổi công việc, sẽ thuận lợi về tiền bạc và có kết quả tốt, tình cảm gia đạo có tin đưa đến. Tránh đi xa, dự báo tật bệnh về máu huyết hay về chân tay. Tử vi tuổi Bính Tuất, mạng thổ, 76 nam thái bạch nữ thái âm, tháng này tuy có chuyển biến trong mưu sự và tài lộc nhưng trong chiều hướng bình thường, chưa có vận hội tốt không nên thực hiện việc mới, tình cảm gia đạo vui vẻ.
Nữ mạng cũng chưa có cơ hội, không nên manh động thực hiện mưu sự mới, sẽ thất bại nhiều hơn thành công, gia đạo gặp lo lắng ưu phiền. Xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, mạng hỏa, 27 nam mộc đức nữ thủy diệu, nam nữ mạng tháng này mưu sự hay tiền bạc sẽ tiếp tục gặp may mắn hạnh thông, dù nam mạng đang gặp vận xấu, chỉ cẩn thận trong giao thiệp tránh cầu tài quá tầm tay, tránh chỗ đông người, có tiểu nhân dòm ngó, nhất là đối tượng lớn tuổi khác giới. Riêng nữ mạng có âm phù dương trợ, mọi mưu sự đều đạt kết quả như ý, tình cảm an vui. Tử vi tuổi Quý Hợi, mạng thủy, 39 nam thủy diệu nữ mộc đức, mọi mưu sự gặp phải trắc trở bế tắc trong tháng có ảnh hưởng nhiều về tài lộc, nhất là nam mạng nếu có dự tính mới chưa nên thực hiện sẽ thất bại hơn thành công. Tiền bạc và tình cảm bình thường đôi khi phải lo lắng ưu phiền. Nữ mạng dù có âm phù dương trợ nhưng chưa có chuyển biến, trong công việc chưa thuận lợi. Về tài lộc tiền bạc đang bế tắc, trong tình cảm có gặp gỡ, có tin xa đến nhà. Tử vi tuổi Tân Hợi, mạng kim, 51 nam vân hớn nữ la hầu, mọi mưu sự đã hành thông, tháng này không có biến chuyển nhưng mọi việc vẫn như ý, nam mạng có dự tính mới chưa nên thực hiện dù có vận hội tốt vì năm gặp vận xấu, tránh khoa trương tự mãn. Nữ mạng mọi mưu sự cũng chưa nên thực hiện dù có quý nhân xuất hiện trợ giúp, tiền bạc vui vẻ và có hoành tài bất ngờ, tình cảm gia đạo an khang vui vẻ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mạng mộc, 63 nam mộc đức nữ thủy diệu, tuy không có biến chuyển nhưng vẫn trong chiều hướng may mắn, trong mưu sự, công việc như ý, tài lộc nhiều tốt đẹp, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng chưa nên thay đổi công việc, nên cẩn thận những vật có giá trị, nếu không sẽ ân hận, tài lộc như ý, tình cảm đề phòng bị tiểu nhân lợi dụng hoặc tật bệnh tàn tài. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mạng thổ, 75 nam thủy diệu nữ mộc đức, tháng này không có biến chuyển trong mưu sự và trong chiều hướng chỉ bình thường, về tài lộc thu 10 chi ra 8, 9 phần nên chỉ làm việc cũ sẽ có kết quả tốt, cẩn thận vật có giá trị. Nữ mạng công việc và tài lộc tuy có lo lắng nhưng có âm phù đương trợ nên sẽ chóng qua tai ách, tình cảm ưu phiền, đề phòng tật bệnh nên chữa trị ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.